Vâng, chào bạn, lại là mình là Xuân Siêu Xe đây. Và hiện tại hôm nay là thứ 6 cuối tuần tại Sài Gòn. Thì hôm nay trời khá là âm u. Sài Gòn sáng giờ chiều mưa rất là nhiều. Thì hiện tại mình đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hay còn gọi là Thánh địa Siêu Xe Sài Gòn. Thì mặc dù hôm nay là thứ 6, chưa đến cuối tuần, nhưng mà hiện tại tại đây đang xuất hiện một dàn xe rất là khủng. Đây. Vâng, kính thưa các bạn, đằng sau lưng chúng ta là chiếc Audi R8 độ Prado Design, và phía đằng trên là chiếc Lamborghini Huracan LB610-4. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhanh hai mẫu xe này nha. Vâng, cũng khá là may mắn khi Sài Gòn vừa hết mưa, đâm ra mình mới có cơ hội được quay clip hai em này cho các bạn xem. Tại vì trời mưa thì rất là khó quay clip và rất là nguy hiểm đến thiết bị. Thì trước mặt chúng ta bây giờ đó chính là chiếc Audi R8 độ Prado Design, vừa có một màn trùng tu rất là đỉnh cao. Thì mẫu xe này từng thuộc sở hữu của idol giới trẻ Phan Công Khanh. Chắc chắn nhiều bạn đã biết đến cái tên Phan Công Khanh rồi. Anh từng là người sở hữu rất là nhiều mẫu siêu xe như là Audi R8, Ferrari 488 độ Liberty Quad, rất là nhiều mẫu siêu xe luôn. Và hiện tại mẫu xe này thuộc sở hữu của một chủ gara có tiếng tại Sài Gòn. Thì màu nguyên bản của mẫu xe này là màu trắng. Tuy nhiên thì sau khi về tay anh chủ gara tại Sài Gòn thì mẫu xe này đã được sơn lại thành màu vàng. Một số chi tiết bản độ của xe vẫn được giữ nguyên, như là phần cản trước từ gói độ Prado Design, phần nắp capo, bộ mâm ID V1 đa chấu được sơn đen, cùm phanh màu vàng đồng. Vâng, thì nhìn nhanh thông số lớp thì mình có thể biết được rằng là mẫu xe này sử dụng mâm 19 inch trước và 19 inch sau. Gương được ốp carbon. Ở đây phần viền của cánh cửa được ốp carbon này các bạn. Đó. Tay nắm cửa cũng vậy. Cánh gió cỡ lớn phía sau là bằng carbon. Cánh chi gió ở hốc gió sau cũng được làm bằng carbon luôn. Ống xả có chữ Amitric. Tuy nhiên thì hiện tại mình vẫn chưa rõ đây chỉ là chụp bô hay là hệ thống ống xả đã được độ rồi. Phía trên đây là nắp động cơ được sơn đen mờ, rất là đẹp. Vâng, thì còn một điểm đặc biệt trên chiếc Audi R8 này, đó chính là việc chiếc Audi R8 này đã gỡ hết toàn bộ logo. Vâng, cách chơi xe này khá giống với anh Cường Đô La cũng như là anh Phương Evo. Không lẽ đây là trào lưu mới của những chủ xe sở hữu Audi R8? Vâng, và đây là một trong những chiếc Audi R8 hiếm hoi tại Sài Gòn được độ. Thì hai chiếc còn lại là chiếc Audi R8 độ PPA Razor và một chiếc độ Regular Tuning cũng màu vàng luôn. Thì số lượng Audi R8 tại Việt Nam thì rất là nhiều và cũng rất là khó bắt gặp. Vâng, thì thưa các bạn, thì theo mình được biết thì tại Sài Gòn còn khoảng tầm 4 chiếc Audi R8 nguyên bản. Thì một chiếc Audi R8 V8 màu trắng nằm tại một gara quận 10, và một chiếc Audi R8 V10 bản số sàn màu xám. Tiếp theo là hai chiếc Audi R8 của ông chủ cà phê Trung Nguyên. Một chiếc là bản V8 và một chiếc là bản V10 mu trần. Vâng, và tiếp theo là chiếc Lamborghini Huracan màu trắng, chính hãng độc nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Chiếc này thì quá quen thuộc với các bạn rồi, mình không cần giới thiệu quá nhiều. Thì nói sơ qua một chút thì mẫu xe này sử dụng động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa là 610 mã lực, đi kèm với hộp số bán tự động 7 cấp và hệ dây động 4 bánh. Thì mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 3,2 giây. Tuy nhiên con số này có thể giảm xuống còn 2,5 giây đến 2,8 giây khi kích hoạt low control, và đạt tốc độ tối đa là 320 km/h. Vâng, thì ngoài hai mẫu siêu xe này thì chúng ta còn có thêm hai chiếc xe thể thao. Thì đây là chiếc Mercedes-Benz GLA45 màu đen, rất là đẹp và ngầu. Mâm đa chấu được sơn đen, chỉ đỏ. Mà tiếp theo đây là chiếc Mercedes-Benz CLA45. Ở đây là GLA, đây là CLA. Thì chiếc CLA45 này màu đỏ, mâm 5 chấu kép được sơn đen, và một số chi tiết trên xe được độ carbon như là kính gió, phích tán sau, cản trước.
Vâng, kính thưa các bạn, và đang tiến tới là chiếc Range Red của anh Tùng Vàng. Vâng, chiếc Range Red của anh em Tùng Vàng đây. Được cầm lái bởi anh Phạm Anh Hùng, em trai anh Tùng Vàng. Ấy chà chà. Vâng, hai tông màu rất là đẹp mắt. Màu nâu đậm và màu nâu nhạt. Vâng, kính thưa các bạn, đó chính là anh Hùng, em trai anh Tùng Vàng. Thì chắc hẳn nhiều bạn đã biết về cái tên Tùng Vàng rồi. Thì anh Tùng Vàng chính là dân chơi chuyên kinh doanh đồng hồ tại Hà Nội. Anh sở hữu một chiếc Lamborghini Aventador Roadster độ Novitec Ferrari California T, Porsche 911 Carrera và chiếc Range Rover. Thì theo nhiều nguồn tin thì trước khi mua chiếc Range Rover này thì anh Tùng Vàng đã bán chiếc Range Rover Ghost và chiếc F12 giống nhau về biển số luôn. Biển số 85558. Chỉ khác nhau ở đầu số đó chính là một chiếc đầu số 50F, một chiếc đầu số 30A. Thì video của mình đến đây kết thúc. Các bạn đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube cũng như theo dõi fanpage của kênh trên Facebook với từ khóa XSX Automotive Photography. Và đừng quên lên Auto Rồi thường xuyên để cập nhật những thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tới. Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tiếng bô của chiếc Audi R8 chỗ Prior Tuning.
đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, money tall like Kobe, dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace, bên ngoài là